Chào mừng bạn đến với Ai là Triệu Phú. Câu hỏi 1. Thành cổ Sơn Tây do vị vua nào xây dựng nên vào năm 1822? 1. Gia Long. 2. Minh Mạng. 3. Thiệu Trị. 4. Tự Đức. Chúc mừng, bạn đã trả lời đúng. Câu hỏi 2. Tượng đài Mẹ Suốt nằm bên cạnh con sông nào? 6. Sông Long Đại. 7. Sông Danh. 8. Sông Kiến Giang. 9. Sông Nhật Lệ. Bạn đã trả lời đúng.